và khen ngợi sự trường thọ an vui của cõi trời. Rồi người đó nói, tùy ở cõi dục thọ những dục lạc, ở trong cõi sắc hưởng vui tịnh lự, ở cõi vô sắc hưởng vui đẳng trí, định. Nhưng đó đều là những pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, bất tịnh, bất hoại, pháp tàn tạ, pháp xa lìa, pháp chấm dứt, pháp hoại diệt vì sao người đối với thân này chẳng tinh tấn để chứng quả dự lưu tuần tự cho đến độc giác bồ đề vào bát niết bàn cứu cánh an vui sao lại ở lâu nơi luân hồi sanh tử vô cớ vì người khác chịu những khổ nhọc để cầu hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề do những lời nói ấy mà sự biên chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy rằng nói bát nhã ba la mật đa sâu xa này không được trọn vẹn nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện người thuyết pháp sống một mình không bị ràng buộc, chuyên tu việc mình chứ chẳng lo việc người. Người nghe pháp thích lãnh đổ chúng, thích lo việc người khác nhưng chẳng lo việc mình hoặc trai với trường hợp trên. Cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận. Biên chép thọ chỉ đọc tụng tu tụ tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của Bồ Tát. Này thiện hiện người thuyết pháp chẳng ưa ồn nào xen tạc, người nghe pháp thích chỗ ồn nào xen tạc hoặc trái với trường hợp trên, cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tụ tập bát nhã ba la mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện người thuyết pháp muốn người nghe hoàn toàn tùy thuận và hỗ trợ những điều mình nói người nghe pháp chẳng tùy thuận ý muốn của người nói hoặc trái với trường hợp trên cả hai không hòa hợp nên không đạt được sự dạy bảo trao truyền nghe nhận biên chép thọ trì đọc tụng tu tụ tập ban nhã và làm mật đa sâu xa được nên biết đó là việc mà của bồ tát này thiện hiện người thuyết pháp vì danh lợi nên muốn thuyết pháp cho người khác và muốn những người nghe đó biên chép thọ chỉ đọc tụng, tu tụ tập bát nhã và làm mật đa sâu xa. Người nghe pháp biết những điều như vậy nhưng không muốn tùy thuận chấp thận.